Quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 219 đường Trần Hưng Đạo. Nhà này sẽ thông sang hẻm đường Cô Bắc luôn nha cô chú anh chị. Ở đây là thuộc phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hướng này mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi qua bên đường Cô Bắc nha cô chú anh chị. Hướng này là mình đi thẳng qua bên kia là qua đường Cô Bắc luôn ha. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3.450.000.000 nha cô chú anh chị. Và căn nhà mình có kết cấu một trệt với hai lầu ha. Nhà mình địa chỉ là 219/20/25 nha cô chú anh chị. Ở đây, cái này là cái chỗ này người ta để ké thôi. Để ké mấy bên đây ha. Địa chỉ nhà mình đây nè. 219/20/25 ha. Cái này người ta để ké thôi. Ở nhà mình chiều ngang mấy đây nè, từ đây qua đây là 3m6, chiều vô là 5m, nở hậu qua bên trái là 6m rưỡi nha. Nở hậu bên trái 6m rưỡi ha. Sân này là sân sử dụng chung ha cô chú anh chị. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3.450.000.000 ha. Giá đây còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Vũ Hồng xin nhắc lại kích thước nhà mình ở đây nè, từ đây nè qua bên đây là 3m6 và đi vô sâu vô là 5m và nở ngang qua bên trái là 6m rưỡi nha. Nhà này tổng khuôn viên đất mình đang sở hữu ở đây là 27m nha, 27m ha. Và căn nhà này thuộc phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hẻm 219 đường Trần Hưng Đạo thông sang hẻm đường Cô Bắc. Thông qua đường Cô Bắc thuộc phường Cô Giang ha. 219/20/25 nha cô chú anh chị. Chiều ngang qua đây qua bên đây là 3m6 và vô sâu đây là 5m ha. Nhà mình hướng tây nam nha cô chú anh chị. Nó nở qua bên đây nè, nở qua bên đây nè ha. Nó nở sâu qua bên đây. Nhà này một trệt với hai lầu nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Nhà có hoàn công đồ đàng hoàng hết. Đó, ở đây thì làm một cái nhà vệ sinh. Một cái nhà vệ sinh. Còn bên đây. Bên đây thì làm cái bếp. Với cái chỗ giặt giũ rửa bằng tay. Ở dưới đây. Nhà điện chính nước chính sổ hồng. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ổn định ha. Không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới gì hết. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Mình coi lại ở dưới trệt một lần nữa rồi mình sẽ lên trên lầu ha. Nhà thuộc hẻm 219 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi 3.450.000.000 nha cô chú anh chị. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Rồi mình lên trên lầu ha. Đây tầng lầu 1 nè. Ở trên đây là 2 phòng. 3.450.000.000 nha cô chú anh chị. 3.450.000.000. Rồi. Đây phía trước nhà mình đây ha. Cái này cái lửng á. Cái lầu mà còn xíu, trống thiếu xíu này giống như cái lửng. Đó, sẽ thoáng hơn ha, giúp nhà mình thoáng hơn nha. Cầu thang gỗ ha. Và đây thì có nhà vệ sinh. Nhưng mà ở đây chủ nhà không làm nhà vệ sinh, làm cái kho chứa đồ. Nếu mà làm cái phòng nhỏ thì làm cái phòng nhỏ ha. Bên đây là một cái, nếu mình muốn làm cái phòng ở đây á. Ở đây người ta chỉ làm cái màn thôi, che lại. Còn nếu như mình muốn làm cái phòng ở cái chỗ này á, thì mình sẽ làm cái lùa ở đây ha. Ở đây thì chủ nhà làm cái cái tủ ha, cái tủ âm. Diện tích đất mình là 27m nha cô chú anh chị. Rồi mình lên trên lầu 2. Lầu 2 có cái cửa này đẩy lại được nha. Nó đậy lại ha, mở cửa ra đậy lại ở trên đây. 3.450.000.000 nha cô chú anh chị.
3.450.000.000. Đó. Ở trên đây mình sẽ thấy rõ cái không gian của nhà mình nha. Đó, ở đây là rộng rãi ha. Ở đây mình muốn ngăn ra là 3 phòng được nha. Mình ngăn 3 phòng là ok ha. 3.450.000.000 nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng để mình đi xem nhà ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà, cũng như chủ nhà bán được nhà hả cô chú anh chị. Rồi, chú Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Căn nhà mình ở địa chỉ là 219/20/25 đường Thận Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hẻm đường Cô Bắc. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3.450.000.000. Đó, cô chú chị bạn nhìn ra đây ha. Ở ngoài kia là mình thấy đường Trận Đạo có hàng cây đó, cô chú chị thấy không? Đường Trận Đạo ngoài đó đó. Đó. Đường Trận Đạo có hàng cây phía trước, mình rẽ bên đây thì qua bên đường cô Bắc nha. Và hẻm chung trước nhà mình đây. Ban công này ha. Cô chú chị bạn xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ chú Hồng ha. Còn nếu như mà đã xem rồi, nhiều lần rồi thì hãy chia sẻ video này để giúp bạn bè mình mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Rồi, Vũ Hồng quay xuống dưới rồi Vũ Hồng sẽ kết thúc video review nhà hả cô chú anh chị. Đây, quay lại ở lầu dưới nè. Đó. $3.450.000.000 nha. Địa chỉ nhà mình là 219/20/25 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi, chú Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau ha. Rồi bây giờ chú Hồng sẽ tiến hành ra ngoài quay đường cho cô chú chị bạn xem nha. Rồi bây giờ chú Hồng sẽ quay đường cho cô chú chị bạn xem. À, vô nhà quay đầu xe cho nó khỏe ha. Do mình sẽ chạy ra ngoài cho cô chú chị bạn xem đường bên ngoài nha. Đó, đường từ trong nhà ra ngoài ha. Mình rẽ trái là mình ra đường Cô Bắc nha. Đó, ra đường Cô Bắc. Còn mình rẽ phải thì mình sẽ đi đường Trận Đạo luôn. Rồi, ra đường Trận Đạo nha. À, ngoài đây là đường Trận Đạo nè cô chú anh chị. Đối diện với DK Limousine nè.
mình sẽ chạy một vòng cho cô chú anh chị bạn xem ha. Cái hẻm này là hẻm 219 nè cô chú anh chị. Thấy không? Hẻm 219 chưa? Ngay cái nhà thờ, ngay cái nhà đỏ đỏ nè, ngay công ty Phương Trang nè ha. Kế Samsung nè ha. Rồi, mình sẽ qua đường ha. Mình quay đầu lại nha cô chú chị. Hướng này đi thẳng về công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành luôn. Rồi mình đi ngược đây là về quận 5 nha. Rồi đây là hẻm 219 nè cô chú chị. Hẻm 219 nè ha. Đường Trần Hưng Đạo đây ha. Ở phía trước mình đó là ngã 3, đường ngã 4 đường Nguyễn Cư Trinh với đường Trần Hưng Đạo ha. Bên trái mình là trung tâm báo chí, bên tay phải là nhà hát Trần Hữu Trang nha. Rồi, nhà hát Trần Hữu Trang đây, đi hướng này đi thẳng lên đường Nguyễn Trãi nè. Đó, bên đây là công an thành phố Hồ Chí Minh ha, khách sạn Pullman ha. À, cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản là căn nhà 219 sạc 20 sạc 25 đường Trần Hưng Đạo, thông sang đường khu Bắc, phường Khu Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thì mình hãy liên lạc với Vũ Hồng ha. Xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình, tổng diện tích đất là 27m, mình đang sở hữu một trệt với hai lầu ha. Và nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu, sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Và cái giá chủ nhà đang đưa là 3.450.000.000 ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì kết nối Zalo với Vũ Hồng qua số 0963 10 10 10, rồi mình sẽ gửi sổ nha. Bên phải mình là đường Cống Quỳnh và bên trái mình đã là đường Hồ Hổ Hớn nha cô chú anh chị. À, đường này là đường Trần Hưng Đạo ha. Hướng chú Hồng đang đi là từ hướng từ quận 1 về quận 5. À, vừa qua ngã tư đường Hồ Hổ Hớn với đường Trần Hưng Đạo, và ngã tư phía trước này là ngã tư đường Trần Đình Xu. À, bên phải đó, bên trái mình là khu vực công an thành phố Hồ Chí Minh ha. Đường này là đường Trần Đình Xu nha cô chú anh chị. Vượt đèn đỏ. Rồi khu vực bên phải mình, bên trái mình là thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cháy chữa cháy, rồi công an cảnh sát giao thông đường bộ, rồi phòng cảnh sát hình sự, rồi đội cảnh sát phòng cảnh sát trật tự xã hội đó, chữa cháy nè. À, bên trái là hình sự nè. Rồi phía trước mình là ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ với đường Trần Hưng Đạo ha. À, khu này là bên trái là đường Nguyễn Trân, TK. Ở bên phải là trụ sở công an thành phố ha. Bên đây là công an thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chú Hồng review đến ranh của quận 1 với quận 5 là đường Nguyễn Văn Cừ này, chia đôi quận 1 với quận 5 ra. Rồi chú Hồng kết thúc video hả cô chú anh chị. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại ở những cái video review nhà lần sau nha.